Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòn Đất vừa tổng kết lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ lớp 2 năm 2022. Tham gia lớp tập huấn có 100 học viên là trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, ấp đội trưởng, khu đội trưởng của 14 xã thị trấn, cơ quan tổ chức và tự vệ đơn vị, công ty, nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Trong thời gian 5 ngày, học viên được triển khai các chuyên đề về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở địa phương, cơ quan tổ chức. Chuyên đề kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế, văn hóa xã hội với an ninh quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chuyên đề về quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Cập nhật một số văn bản mới về dân quân tự vệ, kỹ năng bắn súng, ném lựu đạn, kỹ năng tham gia phòng chống cháy rừng, kỹ năng chiến đấu tập kích, vân vân. Sau khi hoàn thành khóa học, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức viết bài thu hoạch chính trị và kiểm tra bắn đạn thật. Kết quả có 77% học viên xếp loại khá giỏi và 23% xếp loại đạt yêu cầu. Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòn Đất đã khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích tốt trong thời gian tập huấn và làm bài thu hoạch chính trị bắn đạn thật đạt điểm cao.